Xin chào tất cả bạn. Các bạn nghe thấy giọng nói của Linh có rõ ràng không ạ? Nếu rõ thì các bạn hãy đánh số 1 xuống để Linh biết rằng chúng ta đã sẵn sàng cho một cái buổi live stream với ý nghĩa. Bạn thấy gì? Bạn thấy ì? Bạn thấy mơ hồ? Bạn cảm thấy hoang mang? Chắc có lẽ bởi vì bạn chưa vượt qua năm thứ sau đây. Và phần 1 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu để vượt qua 3 thứ rồi. Giờ tiếp tục chúng ta sẽ vượt qua hai thứ tiếp theo. Và Ninh sẽ cùng với các bạn nhé. Nhưng mà trước tiên thì đầu giờ thì Ninh cùng với các bạn sẽ tìm hiểu và khởi động vào buổi sáng sớm một chút cho tinh thần nó thoải mái. Bây giờ Ninh mở video lên để nhìn xem là các bạn đang có ai nhé. Ok. Bây giờ thì Ninh sẽ cùng với các bạn khởi động một chút. Trong tháng Vu Lan thì Ninh cũng muốn thể hiện một vài bài hát, đặc biệt là tôn vinh người mẹ. Nhưng mà trước khi đó thì Ninh sẽ kể cho bạn câu chuyện đầu tiên là ngày hôm qua Ninh có mua một cái kèn này. Đi mua thì nhìn thấy một cái kèn vẫn còn mới tinh giấy tờ đây này. Đây thì cái kèn đây. Kèn harmonica này. Kèn thổi này chả biết chiều nào. Đây chiều này là chiều đúng. Chiều này là chiều đúng này. Ê, thì đi vào nhìn thấy ở trong cửa hàng nhạc cụ ấy, thì lại vô tình gặp một cái người, một cái chú này thì chú ấy là một cái người là trưởng nhạc của một cái ban nhạc trước đây ở quân khu 3. Chú ấy cũng đã có tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi. Và chú ấy để mấy cái kèn harmonica này. Harmonica này nó ở trong một cái góc. Cái kèn này nó nhìn thấy mình nó, anh đi mua em đi, mua em đi, em đã ngủ đây nhiều năm rồi, mua em đi, đừng để em ở đây. Thế là mình mua luôn hai cái, mặc dù chả biết thổi, nó thật chẳng biết gọi tên nó có đúng không, harmonica hay là acmonica hay là cái gì đấy, nhưng tóm lại nó thật với các bạn là nhìn thấy nhạc cụ là mê rồi. Và hôm qua đi mua mỗi cái dây đàn thôi, nhưng mà cuối cùng cầm về hai cái kèn harmonica và một cái đàn mới, ý một cái đàn mới cho mọi người nhìn thấy cái này chắc chắn là Ninh nghĩ là từ tối hôm qua cầm về, nhưng mà chắc là 1 tuần là Ninh sẽ thổi được. Thử xem nhá. Đây. Thổi vào này. Hít vào này. Hình như kiểu bài quốc ca của Việt Nam, nhưng mà do ông không biết nhạc thổi nên nó kiểu như vậy. Tiến quân ca, thổi lại. Nhưng mà không sao, ngày đầu tiên mà yêu em như thế là cũng khá là được rồi. Vì cái này nó có cái lần thổi hít nó hơi khó. Nhưng mà thực ra là nếu mà thổi một vài ngày mà liên tục, mà hôn nó liên tục như thế này thì chắc chắn là sẽ ok. Vì mình biết nốt của nó là mình sẽ giải quyết được, chả có gì khó cả. Ví dụ như ở đấy. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Nói chung cũng khó phết đấy. Nhưng khó thì sẽ hấp dẫn. Cái này thì không thể vừa thổi vừa hát được, không sao, vẫn yêu nó ở một cái góc nào đó. Cất đi. Anh cất em vào đây rồi xử lý sau. Anh hôm qua thì là em mua được một cây đàn. Nói thật với các bạn là một cái cây đàn mà có thể nói là nó rất đặc biệt, nó rất đặc biệt. Nó màu cũng lạ, nó màu rất là tên tuổi Phoenix. Nhìn thấy cái đây rồi, mua luôn. Mua luôn. Thế bây giờ Ninh sẽ cùng với các bạn Ninh sẽ hát khoảng hai bài về mẹ. Một bài thôi được, vì còn thời gian sáng nay còn rất là nhiều việc. Sau đó đi vào. Bài này là bài hát mà thường Ninh thường hát khi Ninh tham gia vào các cái chương trình để nói về mẹ, để nói về mẹ đấy. Thế cái bài hát này là bài hát mẹ của Phan Long. Cả cuộc đời cha đi bộ đồ, qua về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha cứ chờ gió lại đau nhức nhối. Chiếc ba lô gió sương đã gội, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi. Ngày trở về mặt đẫm lệ rơi, 20 năm sau ngày mẹ cưới, đến hôm nay sống đời vợ chồng 20 năm, 20 năm mẹ nuôi con một mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, dù năm tháng trôi mẹ như vầng trăng dịu mát sáng trong tòa mắt đời con. Những khi và vất ưu phiền, những khi gian khó cuộc đời, con chỉ tìm về với mẹ thôi. Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, qua về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha cứ chờ gió lại đau nhức nhối. Chiếc ba lô gió sương đã gội, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi. Ngày trở về mắt đẫm lệ rơi, 20 năm sau ngày mẹ cưới, đến hôm nay sống đời vợ chồng 20 năm, 20 năm mẹ nuôi con một mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, dù năm tháng trôi mẹ như vầng trăng dịu mát sáng trong tòa mắt đời con. Những khi và vấp ưu phiền, những khi cay đắng cuộc đời, con chỉ tìm về với mẹ thôi. Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi, con chỉ tìm về với mẹ thôi.
trong lòng mẹ bát ngát biển khơi. Đó là cái nội dung của một bài hát nói về nỗi đau sau chiến tranh. Khi chiến tranh đã qua đi thì những người Việt Nam, những bà mẹ Việt Nam sẽ phải chịu đựng những nỗi đau, chịu đựng sự vật lộn suốt cả cuộc đời này khi có chồng là một người tham gia vào cuộc chiến và đã trở về với một cái thân thì vẫn còn, xác thì vẫn còn, nhưng mà đã không giúp gì được cho gia đình, đã phải sống một cuộc đời như vậy với một vai trò người mẹ vừa làm cha, và biết bao nhiêu số phận đau thương khi chiến tranh xảy ra ở Việt Nam. Và đó là những thứ mà chúng ta luôn luôn biết ơn những người đã hy sinh, đã ngã xuống để rồi họ sống một cuộc sống để chịu thiệt thòi, để gia đình của những người thương binh, bệnh binh và gia đình của những người có công với cách mạng, những người liệt sĩ, họ cần phải được đền đáp, cần phải được nhận được sự biết ơn của tất cả chúng ta. Vì vậy bài hát Mẹ của nhạc sĩ Phan Long cũng là một tiếng lòng, một nỗi đau của một người mẹ nằm chung số phận như bao nhiêu người mẹ khác đã hy sinh, đã cống hiến người chồng, người con của mình cho đất nước để có được độc lập tự do ngày hôm nay. Và bây giờ thì Ninh sẽ cùng với các bạn tiếp tục. Hôm trước thì Ninh đã chia sẻ với các bạn rồi ạ. Chia sẻ đó là 5 cái thứ mà chúng ta cần phải vượt qua để cuộc đời này thay đổi. Thứ nhất là chúng ta phải vượt qua sự ghét bỏ, ghen ghét và đố kỵ. Nếu mà chúng ta không có một trái tim giàu yêu thương thì chúng ta làm sao mà có thể vươn lên và thay đổi được. Khi chúng ta thấy ai đó hơn mình, chúng ta cay mũi, ta khó chịu, chúng ta cảm thấy trong lòng mình không thoải mái một chút gì, thì các bạn biết rằng dù cái người hơn bạn đi bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn còn rất là nhỏ bé so với thế giới này. Nếu đi trên máy bay, liệu những người đó có được những cái khu mà 5-7 những cái tòa nhà không, hoặc họ làm những điều gì tuyệt vời không? Xin thưa các bạn, ở trên thế giới này nhìn vào mỗi một con người dù giỏi đến đâu cũng chỉ là hạt cát ở cuộc đời này thôi. Vậy thì làm gì chúng ta phải so sánh với họ, làm gì phải ghen ghét đố kỵ, làm gì để cho nó đau khổ vì điều đó? Ninh muốn chia sẻ với các bạn là vì điều đó cho nên chúng ta cần phải vượt qua cửa một, đó là bỏ đi sự ghen ghét đố kỵ, để trái tim mình được thanh đẹp, để được tinh khiết, để được yêu thương. Thứ hai là chúng ta phải có một cái cửa thứ hai sau khi vượt cái ghét bỏ, ghen ghét đố kỵ. Chúng ta bước đến cửa hai là chúng ta bước đến một cái cửa để chinh phục, chúng ta vượt khó, đó là cái chỉ số AQ, là adversity question. Chúng ta nhìn thấy khó khăn chúng ta không lùi bước, chúng ta nhìn thấy khó khăn chúng ta cảm thấy đó là thách thức, chúng ta nhìn thấy khó khăn chúng ta cảm thấy chúng ta vào đấy mới là vùng an toàn để chúng ta tiến lên. Và thứ ba là chúng ta vượt qua một cái cửa thứ ba, đó là vượt qua sự lười nhác để chúng ta có thể đạt được tới thành công. Thì lười nhác thì chúng ta cưỡng lại cái giấc ngủ mà cố, rồi cưỡng lại sự vui chơi, cưỡng lại sự cám dỗ của cuộc đời này, là một cái cửa rất là khó. Thì ba cái cửa đấy là ba cái cửa mà chúng ta cần phải tìm hiểu, cần phải học hỏi và cần phải vượt qua. Và bây giờ tiếp theo hai cửa nữa, nên sẽ cùng với các bạn để tìm đến hai cái cửa này. Cái cửa tiếp theo nên muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái cửa vượt qua sự lòng tham, cửa của lòng tham, cửa bốn. Vượt gì ạ? Vượt tham. Vượt tham có khó không? Vượt tham rất khó. Là chúng ta hãy cùng tìm hiểu vượt tham có khó không? Thì tôi cũng khẳng định luôn với các bạn, vượt tham là một thứ vượt rất khó. Tại vì con người sinh ra thì vốn khi còn nhỏ thì luôn luôn mong cầu lợi ích cho mình. Và cái đó người ta gọi là ích kỷ. Khi chúng ta lớn lên thì sự ích kỷ nó giảm đi. Nhưng con người ta tham cho mình là một cái mong cầu chính đáng. Là một mong cầu chính đáng chứ không phải là không chính đáng. Tuy nhiên nếu như suốt đời này chỉ theo đuổi những thứ cho mình thì mình sẽ trở thành một người ích kỷ. Vậy tham là một cái ngưỡng mà người ta hoàn toàn có thể vượt qua nếu như người ta hiểu nó. Thì cái cấp độ tham nó có nhiều cấp độ. Đầu tiên là tham cho mình. Tham cho mình thì gồm có tham ăn, tham chơi, tham tiền bạc của cải vật chất, tham gái đẹp,
Rồi tham rất nhiều những thứ thậm chí không phải là của mình. Ví dụ như nhìn thấy đang đi ở đường, nhìn thấy có một cục tiền rơi, đâu có phải của mình. Nhưng mà mình ra mình vồ, và có một thằng khác nó nhanh chân hơn, nó vồ mất. Và về nhà mình cứ tiếc hủi hụi, đấy đâu có phải của mình. Nhưng mình cứ tham đấy, mình cứ tham đấy, mình cứ hối, mình cứ tiếc đấy, mình cứ tiếc hủi hụi là không được đấy. Mình câu con cá giật một cái nó tuột mất, về nhà tiếc chảy máu mắt cho mất mấy ngày. Đấy đâu có phải của mình, nó đã là của mình đâu. Yêu một cô gái rất xinh đẹp, rất là thông minh, rồi một ngày nào đó mình không thay đổi bản thân mình, rồi cô ta đá cho mình một cái lộn mấy vòng, cô ta bỏ mình, người tiếc hủi hụi cả cuộc đời. Nhưng mà không có duyên làm sao có phận, tiếc làm gì khi không phải của mình. Vậy thì cái tham cho mình cũng là tham chính đáng, nhưng suốt cuộc đời này mình phải sửa sửa để vượt qua cái tham. Cửa một của tham đó là tham cho mình. Nhưng cái tham cho mình chưa là cái gì? Cái tham cho mình chưa là cái gì? Cái tham cho người thân mới là cái tham khốn khổ, khốn nạn của Victor Hugo. Cái tham cho người thân là như này: vợ tôi phải thế này, chồng tôi phải thế này, con tôi phải thế này, mẹ tôi phải thế này. Chính vì phải thế này cho nên con tôi phải số 1, con tôi phải rất giỏi, con tôi phải học tiếng Anh siêu. Nhưng nếu như con của bạn mà nó không có năng lực học ngoại ngữ, trí nhớ sao chép kém mà bắt học tiếng Anh giỏi mà không có môi trường tuyệt vời, thì bạn đang bắt con cá phải biết bay. Và chính sự tham lam của bạn đã làm cho rất nhiều người xung quanh đau khổ. Vậy sự tham lam của bạn nó có mù quáng không? Mù. Bạn tham tới độ là con bạn phải số 1 của trường, bạn phải tham, phải chồng bạn phải thế nọ, chồng bạn phải thế kia. Cái ngày lấy nhau thì biết rõ là ông là người hướng nội lù khù rồi, giờ tham mới bắt thằng này nó phải giao tiếp mở rộng, nó phải nhanh nhẹn, nó phải cởi mở, bố nó cũng không làm được. Vậy bạn tham như vậy thì bạn khổ thôi. Bạn tham như vậy bạn khổ. Vậy tham cho mình, xong tham cho người thân. Còn rất nhiều người tham ở cấp độ khủng dị hơn, tham cho cả người lạ nữa. Bố mày đỗ cái đèn đỏ nè, lại bố mày dừng lại thì mày cũng phải dừng. Mày mà vượt cái đèn đỏ, bố mày nhìn mày, coi mày là con muỗi, chửi luôn mẹ cái thằng này, không vượt, không dừng lại đèn đỏ, vượt đi thì chết mẹ mày đi. Thế là chửi lẩm bẩm, chửi đủ mọi thứ. Tôi xin lỗi các bạn đi. Nếu như vậy bạn tham cả cho người lạ phải thế nọ, người lạ phải thế kia, thằng đấy phải thế này, thằng đấy phải thế kia. Bạn bao đồng như vậy bạn đau khổ thôi. Bạn tham quá đấy, bạn tham lắm đấy. Bạn nhìn thấy một người, ví dụ như là bạn nhìn thấy một người, người ta không dậy sớm, người ta không tập thể dục, bạn là người dậy sớm, bạn tập thể dục, rồi bạn ngồi bạn lẩm bẩm người thế nọ, người thế kia, không có ý chí, rồi không thế nọ, không thế kia. Đừng tham như vậy. Như vậy bạn tham đã vượt qua khỏi giới hạn của bản thân mình, vượt qua giới hạn của gia đình mình, và phọt sang nhà hàng xóm, vươn tới thằng xa lạ. Và khi mà bạn tham như vậy thì bạn khổ thôi. Vậy thì bạn bắt đầu phải tiết chế cái tham đấy bằng cách sửa đổi bản thân. Trước tiên bạn phải sửa, bạn đã đừng tham. Bạn phải nhìn đúng sức mạnh của mình, tìm hiểu đúng thế mạnh của mình để mình tham nó đúng cách. Vậy thì cái tham này, muốn cuộc đời này có an lạc thì bạn phải tham đúng với những cái tư duy, đúng với sở trường của mình. Ví dụ như bạn là người muốn vươn lên, bạn có năng lực học thì bạn tham học thì được, đúng không? Nhưng mà bạn nếu bây giờ bạn tham cho thằng hàng xóm mà học, tham cho cái người lạ học, rồi bạn chửi vung xích chó lên thì bạn lại rơi vào cái cửa một. Đó là bạn không vượt qua được sự ghen ghét đố kỵ và bạn đau khổ. Vậy thì tham này nằm trong ngũ độc tham sân si mạn nghi, năm thứ làm con người đau khổ. Trong Phật giáo chia này tham sân si mạn nghi, thì hôm nay mình cũng không chia sẻ cái nội dung đấy. Nhưng mà tham là cái thằng đầu tiên, thằng đầu tiên nó nhảy sổ vào mặt bạn, nó bảo tao sẽ dã mày chết, tao ấn mày xuống bùn đi ăn, tao nhồi mày ra biển, ấn mày xuống đáy biển, mày không ngóc được đầu nếu như mày không chiến thắng được tao, tao là cửa một đây. Nhưng bạn không chiến thắng được cái chữ tham này thì bạn chết chìm đắm trong một biển tham. Tham nó có ba cấp độ đấy: tham cho mình, tham cho người thân và tham cho người lạ. Tham cả cho người lạ đó đấy, không phải đơn giản đâu. Vậy thì bạn hãy tiết chế sự tham lam đi để cuộc sống an lạc. An là an bình, lạc là hạnh phúc. Bạn phải an bình ở trong tâm, bạn mới hạnh phúc được. Vậy thì đương nhiên, bạn muốn sống một cuộc sống bình yên thì bạn đừng tham sang hàng xóm, bạn đừng tham sang người xa lạ nữa. Đấy, thì bạn sẽ bớt đi, bớt sân si đi, bớt ghét bỏ, bớt hận thù đi, thì bạn sẽ rơi vào trạng thái mình sẽ an lạc thế thôi. Vậy thì cái cửa này không hề dễ đâu nhá. Người ta thường tiếc những gì đã mất, mà mất đâu phải của mình. Nhưng nếu là của mình sẽ bảo vệ đến
cùng nó là của mình, nhưng không phải của mình thì đừng có tiếc, đúng không ạ? Nếu như người ta nghĩ rằng là vật chất, tiền bạc thì là vật ngoài thân, nếu đang nghĩ như vậy rồi thì mất tiền thì cũng có gì phải đau khổ đâu, đúng không? Nếu mất tiền thì chỉ là cái giá mà bạn phải trả cho những hành động và những quyết định mà bạn phải trải qua thôi. Đấy, thế thôi. Thế còn đâu, ví dụ như là bạn cứ nghĩ là ui rồi đau khổ quá, bạn nghĩ hủi hụi, bạn tiếc, tiêu tiền xong cũng tiếc, đi chơi xong cũng tiếc, mất cái gì cũng tiếc. Vậy bạn sống trong một thế giới của hối tiếc, tiếc, tiếc và tiếc. Thần tiếc cái nhập vào bạn mà làm bạn vẫn nhăn nhiêu, khổ, đau khổ lắm. Mặt lúc nào như người đi kiết. Như vậy thì khổ thôi, đúng không? Vậy thì bạn muốn cuộc sống này tuyệt vời và tận hưởng cuộc sống này đi, thì hãy vượt qua cửa thứ tư, đó là cửa của tham. Nhớ nhá, tham nhá, đừng có nghĩ tham chỉ là tiền bạc thôi, tham nhiều thứ lắm. Năm ông tham người đẹp có vợ rồi muốn ba bốn bồ cơ đấy. Đấy thì rồi rất là nhiều những cái thứ tham khác, tham không chính đáng, tham những cái chính đạo thì ok, tham những cái phi nghĩa thì những cái vi phạm pháp luật, tham những cái vi phạm đạo lý thì không nên đó, và đặc biệt là không nói không với những thứ đó, ví dụ vậy. Thì đấy là cái thứ tư. Giờ mình đến cái thứ năm. Cái thứ năm là tham gì, cái thứ năm là vượt gì. Thì vượt cái tham này rồi thì đến cửa thứ năm là vượt cái gì. Thế chúng ta cùng đến vượt y, hãy viết xuống vượt y, vượt ngại thay đổi. Thì chúng ta muốn thay đổi để tốt lên, ai cũng muốn là ngày mai mình tốt lên. Tôi muốn đang thu nhập 50 triệu, tôi muốn thu nhập 100 triệu. Công ty tôi muốn đang giúp được 10 người, giờ muốn giúp 20 người. Nhưng xin lỗi bạn, bạn không chịu thay đổi. Bạn vẫn như thế, nghĩ như thế, nói như thế, làm như thế, thì kết quả nó vẫn như thế. Và thần như thế sẽ nhập vào bạn. Khi thần như thế nhập vào bạn rồi thì làm gì, bạn có cửa gì mà để thay đổi. Nhưng bạn phải hiểu rằng nếu như bạn không thay đổi thì kết quả bạn vẫn thế. Vậy thì cái thần ì nhập vào người rồi, bạn cứ ì ra đấy, bạn không tiến lên. Thì xin thưa với bạn, bạn suốt ngày bạn sợ thay đổi là tại vì bạn nghĩ là bạn thay đổi thì bạn sẽ sợ là bạn gặp rủi ro. Tất cả những người ngại thay đổi đều sợ gặp rủi ro. Nhưng mình nói cho các bạn biết này, cái giá của bạn thay đổi bạn gặp rủi ro, cái giá của bạn thay đổi khi bạn gặp phải những sự mất mát hoặc phải trả giá, bạn sợ nên bạn không thay đổi. Nhưng bạn thử hỏi lại bạn đi, nếu cái giá của sự không thay đổi thì sao? Mình có bị tụt hậu không? Mình có bị ì không? Mình có thể đánh mất cơ hội không? Còn nếu như cái giá của sự thay đổi mà bạn chấp nhận đối mặt với nó để trả, và bạn hiểu rằng nếu mình không thay đổi thì cái giá của sự không thay đổi còn đau đớn hơn rất nhiều cái rủi ro mà bạn phải đối mặt ở trong vùng bạn phải thay đổi. Ví dụ, bạn nghĩ là nếu 10 năm nữa bạn vẫn thế này, chỉ khác là bạn già đi thôi, và bạn chỉ kiếm 10 năm nữa bạn chỉ vượt có bạn được khoảng mỗi năm vượt lên 10%, từ trừ trượt giá lạm phát đi, bạn vẫn thế. Vậy thì cái bạn thử nghĩ xem 10 năm nữa bạn vẫn thế thì bạn sống như thế nào, và bạn nghĩ là 10 năm nữa bạn có thể gấp 10 lần, gấp 20 lần bạn bây giờ thì sao? Vậy muốn gấp 10, 20 lần thì buộc bạn phải thay đổi, và buộc bạn phải thay đổi, và trên chặng đường thay đổi bạn phải trả giá bằng tiền, bằng thời gian, bằng cảm xúc và bằng rất nhiều thứ khác. Nhưng không sao, đó là cái giá mà bạn rất đáng để trả, để thay đổi, để bạn bước từ một vùng an toàn vào một vùng thử thách. Còn nếu bạn cứ sống bình thường như vậy, nó phí đi một kiếp người. Khi bạn sinh ra một kiếp người được ghi sổ vào là ông này Trần Văn A, bà này là Trần Thị B, được ghi vào sổ là tôi được làm người. Vậy bạn có thực sự tận dụng tôi được làm người hay không? Bạn có quyết định ý nghĩa cuộc đời của bạn để bạn sống để cống hiến một giá trị tuyệt vời hay không? Nếu ai đã từng nghe câu chuyện của Stephen Hawking, một nhà vật lý học nổi tiếng, một giáo sư, một người cực kỳ tuyệt vời và có những cái thuyết lượng tử cũng như là hốc đen vũ trụ. Thì ông này tôi đã biết được cách đây khoảng hơn 30 năm về trước. Khi học cấp 3 thì tôi đã biết được Stephen Hawking. Ngày đó thì tôi chỉ biết ông với vai trò là một người nghiên cứu về khoa học vũ trụ. Nhưng sau này thì cách đây vài năm tôi có xem một bộ phim về ông. Ông là một người liệt tay liệt chân và ngồi rớt rãi trên một chiếc xe lăn như thế này, nhưng trở thành giáo sư và giảng dạy của trường những trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Ông đi khắp thế giới. Ông là một người vượt qua một cái khó khăn rất là đặc biệt. Ông cũng là người thay đổi tuyệt vời. Các bạn biết, năm 21 tuổi ông nhận được một chứng bệnh, đó là bị liệt cơ và bị nhược cơ và liệt tay liệt chân, và không
nuốt nước bọt được và ông không xịt được nước bọt và nước dãi cứ chảy ra như này. Ông có yêu một cô gái rất là xinh đẹp, sau đó thì cô gái đó phải bỏ từ bỏ ông và ông được bác sĩ chuẩn đoán là sống 2 năm nữa rồi chết. Các bạn biết là khi 21 tuổi có người yêu, tương lai đang tươi sáng học ở trường đại học mà lại nghe tin là 2 năm nữa chết thì lúc đấy làm sao? Ai cũng sẽ suy sụp và ông ấy cũng suy sụp. Nhưng ông ấy quyết định là ông dấn thân những ngày tháng còn lại để cống hiến cho khoa học. Và các bạn có biết không? Bây giờ ông ấy đã trở thành một cái người nổi tiếng thế giới và sống thọ, tôi nhớ không nhầm, ông sống thọ trên 8-90 tuổi gì đấy, ông mới chết. Và ông cống hiến cho khoa học, trở thành một người rất phi thường. Bởi vì nếu như người ta y, người ta chấp nhận số phận thì người ta chỉ ngồi ở nhà nghĩ rằng mình sẽ chết và cuối cùng quan tài sẽ có cửa cộc cộc cộc, mời Stephen Hawking bước vào, welcome to heaven. Thế là tới địa ngục mà thôi. Thế thôi. Thế tới địa ngục mà thôi. Thế thì đấy là một cái câu chuyện để nói cho các bạn rằng các bạn mà ì là các bạn đang rơi vào một sự lãng phí. Vậy thì tổng kết lại, chúng ta có 5 cái cửa mà chúng ta phải vượt qua. Cửa 1, vượt qua cái ngưỡng. Cửa 1, hãy ghi xuống. 1 là vượt qua sự ghen ghét, đố kỵ để bước vào lãnh địa của yêu thương. Cửa 2 là vượt qua mọi khó khăn để bước vào những lãnh địa của sự chinh phục. Cửa 3 là vượt qua sự lười biếng để tạo nên những cái kỹ năng và thói quen mới. Cửa 4 là vượt qua sự tham lam để sống an lạc, ung dung, tự tại ở cuộc đời. Và cửa 5 vượt qua ý để thay đổi, vượt qua chính mình, để vượt qua chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn. Đây chính là 5 thứ rất quan trọng. Nếu như bạn vượt qua 5 cửa này thì bạn sẽ tự thấy mình có thể đã đạt một ngưỡng cửa khác, một ngưỡng cửa của sự vượt qua chính mình. Bởi vì nhà Phật đã khuyên trong 14 điều răn của nhà Phật, có lẽ vượt qua chính mình là một thành công lớn nhất, một chiếc cúp vinh danh tuyệt vời nhất ở một kiếp làm người. Vậy hãy đánh thức sức mạnh của mình, tìm hiểu sức mạnh của mình và ngay từng ngày để vượt qua chính mình, để trở thành phiên bản ngày mai tốt hơn ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Khi vượt qua chính mình như vậy, đấy chính là cách, là một cách trả hiếu, chữ hiếu với chính cha mẹ của mình. Vì chúng ta chính là kiếp sau của cha mẹ. Làm tốt cho bản thân mình cũng là cách báo hiếu với cha mẹ, để nói với bố mẹ rằng con đang chăm sóc rất tốt cái kiếp sau của bố mẹ và bố mẹ có quyền tự hào về con. Và chính phát triển bản thân mình, vượt qua chính mình cũng chính là cái cách khẳng định tốt nhất về năng lực, về sự vươn lên để tạo cho mình một đôi cánh đó gọi là đôi cánh phi thường, đôi cánh mà bạn sinh ra đã có được một đôi cánh, nhưng bạn dùng nó như một cánh con chim cánh cụt hay dùng nó như một cánh của đại bàng thì lại thuộc vào ngày hôm nay, lại thuộc vào chính suy nghĩ của bạn. Vượt qua 5 cửa này chính là vượt qua chính mình. Và chúc các bạn sẽ từng ngày vượt qua chính mình, sửa bản thân mình để tốt đẹp hơn trong cuộc đời này. Đường đi của chúng ta mà liên tục ngày từng ngày thay đổi, đó người ta gọi là tu sửa, hay người ta gọi là tu tập, hay người ta gọi là tu thân. Và đương nhiên khi bạn tu thân thì bạn sẽ tích được đức phúc cho bạn, cho gia đình nhà bạn. Và cuối cùng thì Ninh xin gửi lời cảm ơn cho tất cả những ai đang xem livestream của Ninh. Hẹn gặp lại các bạn ở các livestream khác.